Ngay sau đây, đôi mắt của bạn sẽ cực kỳ thư giãn. Tôi sẽ thôi miên bạn để đôi mắt của bạn cảm thấy dễ chịu chỉ trong vòng 3 phút. Bạn chỉ cần làm theo những chỉ dẫn đơn giản sau đây. Và nếu ngày hôm nay bạn đã nhìn vào màn hình công nghệ trên 4 tiếng, thì video này chắc chắn dành cho bạn. Hãy đặt điện thoại xuống một bên và vẫn nghe thấy giọng nói của tôi. Hít thở sâu và từ từ nhắm mắt lại. Bạn hãy trà sát hai bàn tay vào nhau và cảm nhận sức nóng của hai tay. Đúng rồi, hãy sát hai bàn tay bạn lại. Và sau đó hãy úp hai bàn tay của bạn lên mắt. Bạn sẽ cảm nhận hơi ấm đang bao phủ lấy mắt của bạn. Bạn đang làm rất tốt. Khi bạn cảm thấy sự ấm áp lan tỏa, hãy thư giãn đôi mắt của bạn và đưa hai tay của mình vào tư thế thoải mái. Hít thở thật sâu và thư giãn cơ thể cũng như đôi mắt của bạn. Nhắm mắt lại, hít thở sâu hơn nữa. Hít vào bằng mũi, giữ hơi trong vài giây, rồi từ từ thở ra bằng miệng. Lặp lại việc này ít nhất 3 lần. Và mỗi lần thở ra, hãy tưởng tượng rằng bạn đang thả lỏng toàn bộ cơ thể của bạn, đặc biệt là các cơ khu vực quanh mắt. Đúng rồi, hít vào và thở ra, thư giãn đôi mắt của bạn. Ngay bây giờ hãy tập trung vào đôi mắt của mình. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đặt hai bàn tay ấm áp lên trên mắt. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay lan tỏa khắp vùng mắt, làm dịu mát và thư giãn các cơ vùng mắt. Hãy tưởng tượng rằng mỗi khi bạn thở ra, bạn đang đẩy ra mọi sự mệt mỏi và căng thẳng khỏi mắt của mình. Hít vào, thư giãn hai mí mắt. Thở ra, mắt của bạn trở nên dễ chịu hơn và dễ chịu hơn nữa. Hãy tưởng tượng một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ đang từ từ tiến vào mắt của bạn. Ánh sáng này mang theo năng lượng chữa lành, làm sáng và tươi mới từng tế bào trong mắt. Hãy tưởng tượng luồng sáng này bắt đầu từ khu vực trung tâm mắt, rồi lan tỏa dần ra các khu vực xung quanh, từ mi mắt, khóe mắt đến toàn bộ hốc mắt của bạn. Cảm nhận ánh sáng này tiếp tục lan tỏa từ mắt ra khắp khuôn mặt, rồi dần dần bao phủ toàn bộ cơ thể của bạn. Nó đem lại cảm giác ấm áp, an lành và tươi mát. Hãy tưởng tượng rằng ánh sáng này như một dòng nước mát, nhẹ nhàng rửa sạch mọi sự mệt mỏi và căng thẳng, để lại một cảm giác thoải mái và tươi mới. Và trong khi bạn vẫn đang tập trung vào luồng ánh sáng này, hãy thầm nhắc nhở bản thân và cho phép bản thân bạn được dễ chịu hơn nữa. Hãy nói với chính mình: mắt của tôi đang được thư giãn hoàn toàn. Tôi cảm nhận sự thoải mái và dễ chịu. Đôi mắt của tôi trở nên sáng hơn và tinh tường hơn. Đúng rồi, hãy cho phép đôi mắt của bạn trở nên dễ chịu hết mức có thể. Dành vài phút cuối cùng để tận hưởng cảm giác thư giãn này. Không cần vội vàng, hãy để cho cơ thể và tâm trí của bạn thực sự thả lỏng. Lưu lại video này để bất kỳ khi nào bạn cũng có thể thực hành bài tập nhằm giải phóng áp lực cho đôi mắt. Và khi bạn từ từ mở mắt ra, hãy cảm nhận sự khác biệt. Đôi mắt của bạn bây giờ đã được thư giãn hoàn toàn, sáng hơn và tinh tường hơn. Bạn có thể lặp lại bài tập này bất kỳ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi. Hãy nhớ rằng đôi mắt của bạn cần được nghỉ ngơi và chăm sóc. Chúc bạn có đôi mắt khỏe mạnh và tinh tường. Tôi là Hoàng Minh, một nhà thôi miên trị liệu. Nếu bạn đang gặp các vấn đề về tâm lý, lo âu, căng thẳng, khó ngủ trong đời sống, hãy liên lạc với tôi để nhận được sự hỗ trợ.